Ok, hello anh em, quay trở lại với chương trình của mình nha. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái sự kiện mới. Thì ở cái sự kiện mới vào ngày 14 tháng 7 này thì mình nghĩ là chắc anh em cũng đã biết rồi đúng không? Thì những cái sự kiện vào ngày 14 tháng 7 này thì cũng có khá là nhiều. Hiện tại thì mình có cập nhật được thêm một cái sự kiện mới nữa. Thì như hai cái sự kiện mà anh em biết rồi là cái sự kiện gọi là mùa hè sảng khoái, anh em nhặt những cái huy hiệu sảng khoái này, cũng như là những cái huy hiệu vòng bơi và cái gì nhờ cái mũ rơm ấy, thì em sẽ đổi được là những cái phần quà khá là hấp dẫn đúng không? Đấy thì thêm vào ấy thì vào ngày 14 thì em sẽ nhặt những trái dừa và em sẽ nhận được cái ví dụ lục quân hoặc là tăng thiết giáp các kiểu, em sẽ đổi được quà như này. Đấy em sẽ đổi được những cái mũ của binh chủng các kiểu. Theo mình đánh giá thì những cái skin này thì cũng khá là ổn đấy. Thì hiện tại mình có cập nhật được một cái thông tin mới về cái sự kiện sắp ra này mà. Thì mình nghĩ là xong hai cái sự kiện này thì cái sự kiện tiếp theo thì là ngày chính thức thì nó sẽ bắt đầu từ cái ngày mà hai cái sự kiện đấy kết thúc nha. Đấy, từ ngày 14 tháng 7 thì nó sẽ cho em rút hết những cái vật phẩm cần thiết để em đổi qua. Thì mình đến ngày mai thì nó sẽ cập nhật cho em một cái sự kiện mới. Đấy, ở đây là những cái sự kiện này, em nhận những cái huy hiệu sảng khoái này, em đổi quà này, cũng như là những cái sự kiện em nhận dừa và nhận cái thẻ binh chủng, em đổi những cái mũ. Đấy, nó sẽ dựa vào cái bảng sĩ số của em nha em. Đấy, nếu mà em nào như kiểu rồi bắn hai kiểu thì nó sẽ tặng cho em những cái bộ ổn hơn. Đấy em nhặt những trái dừa nữa thì sẽ được nhận những cái bộ theo binh chủng của em như này. Đấy khá là ổn đúng không? Ở đây thì vào cái sự kiện mùa hè sảng khoái thì em sẽ nhận được những cái trang phục này. Thì theo mình đánh giá thì đây là những cái sự kiện nên ra, đấy nên ra thường xuyên, bởi vì nếu mà nó ra thường xuyên chắc chắn nên em sẽ kiểu như em sẽ đam mê với cái tự game này hơn. Đấy theo mình thấy là vậy, không biết là em thấy như thế nào. Chắc là anh em cũng đồng ý theo mình đúng không? Đấy, những cái sự kiện này thì cũng khá là ổn, anh em sẽ nhận được là những cái phần quà anh em ném ở trong sân chơi thì mọi người vào cùng nhặt cũng khá là hay, cũng như là cái ba lô kim cương này. Đấy, đấy hiện tại mình có cập nhật được vào ngày 14 tháng 7 thì nó sẽ ra mắt những cái súng mới. Đây là như anh em thấy thì nó sẽ ra trong cái chế độ mới nhá. Đấy, đây là cái khẩu súng mới này, cũng như là những cái đấy, cái thông tin này thì mình có lấy ở server bên ngoài đấy, khá là ổn đúng không? Đấy nó sẽ kiểu như em sẽ nhặt được những trái dưa ở trong cái chế độ gọi là đầu chế độ cuồng sát đấy. Đấy rồi ok, thì mình nghĩ là những cái sự kiện này thì nó sẽ tặng cho em những cái phần quà khá là nhiều. Rồi ok, thì không dòng lên thuyền nữa thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem về cái sự kiện mới anh em. Rồi thì như trên màn hình thì anh em có thể thấy thì đây là cái sự kiện mới nha. Anh em nhặt những cái thẻ huy hiệu, anh em sẽ đổi được những cái phần quà như là vòng quay kim cương này, nhân vật Moco, một hành động mới, cũng như là một cái rương và một cái mặt nạ. Đấy, mặt nạ chỗ điên cũng khá nổi phải không? Mình nghĩ là cái hộp FF này thì sẽ mở ra được những cái phần quà nó khá là hay, khá là ngon cho đam hết. Đấy cũng khá là ổn đúng không? Theo mình đánh giá là cũng khá là ok nếu mà em có thể nhận được những cái phần quà như thế này. Đấy khá là ngon cơm. Anh em ở đây thì nó sẽ hiện lên một cái ô này, thì mình chắc chắn là cái sự kiện này thì nó sẽ nằm trong cái chuỗi sự kiện mùa hè 100% luôn, bởi vì nó sẽ có cái ô kìa. Bởi vì hiện tại thì cũng đang trong cái chuỗi sự kiện mùa hè, cho nên thì mình nghĩ nó sẽ ra ở trong cái chuỗi sự kiện mùa hè lần này. Đấy, một cái hòm FF này. Đấy, cầm một cái hết động mới, cũng như là em sẽ nhận được cái nhân vật Moco nếu mà em được sống cái huy hiệu. Đấy, khá là ổn bác. Mình nghĩ cái huy hiệu này thì nhặt cũng không phải là đơn giản lắm đâu anh em ạ. Bởi vì những cái em có thể xem những cái mức thưởng đội của nó thì khá là thấp đúng không? Thì mình chắc chắn thì đi với cái mức thưởng thấp ấy thì cái phần quà thì nó cũng khá là ngon, cho nên thì mình nghĩ là khá là khó chơi cho anh em ấy, cực kỳ là khó chơi luôn, theo mình đánh giá là khó chơi. Không biết là những cái thẻ này thì mình nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong mỗi nếu anh em cứ đi
tầm 2, tầm 4 hoặc là solo các kiểu ấy, làm dính top 1 đấy, top từ top 1 đến top 3 thì nó sẽ tặng lên một cái thẻ, thì theo mình đánh giá như vậy thôi. Đấy thì nó mới có thể cho em mà những cái mức của nó gọi là nó giảm rất là rẻ luôn. Chỉ với 6 hiệu em có thể đổi được nhân vật Muko và những cái bộ trang phục khá là ổn. Đấy, hòm FF các kiểu nữa. Khá là ngon đúng không? Thì theo mình đánh giá là vậy. Mong là như thế. Đấy thì ở đây là nó sẽ ra một cái vòng quay mới cho em. Đấy, anh em mà thu thập những cái bên này để em có thể đổi được cái bộ trang phục này. Cái bộ trang phục này thì như cái bộ logo vậy, trông cũng khá là ổn. Nếu mà mình nghĩ nó sẽ ra một cái skin mới của súng theo cái xu hướng logo luôn đấy, khá là ok. Ở đây thì sẽ có một cái hành động mới này. Thì cái hành động mới thì này thì hiện tại trong game thì cũng đã có cập nhật rồi nha em. Đấy, đã có cập nhật mà chưa tung ra bán nha. Nên em có thể vào cửa hàng hành động thì em có thể thấy. Nên em vào cái bộ sưu tập ấy, em có thể xem nha. Khá là hay đúng không? Có khá là nhiều phần quà ngon. Và cái hành động này thì nên như kiểu em đà lên trời, em xoay lại một vòng vậy. Khá là chất cho cái hành động mùa hè. Đấy. Ở đây thì mình thấy cũng khá là ổn, bởi vì những cái skin mà mình cập nhật cho em thì chắc chắn thì nó cũng sẽ có ra đấy, nên chắc chắn là nó có ra luôn, mà không biết là nó có ra sẽ vào Việt Nam hay không, nhưng mà nó sẽ giúp em trong một phần để em có thể lường trước được những cái skin mới để em có thể chuẩn bị trước nha em. Đấy thì em nào thấy những cái video của mình hay hoặc là cái video này của mình hay thì cho mình subscribe đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ cái video hôm nay của mình em. Đấy, những cái view FF này cũng như là cái mũ này, cái mũ chỗ điên này thì mình ra là cũng khá là ổn đấy, khá là đẹp đúng không? Đấy, em có thể xem này. Đấy, nó qua phối hợp với cái bộ trang phục Gangnam Style thì thấy cũng ổn đấy. Đấy, xong rồi các kèo đổi thêm cái mũ này thì auto ngầu luôn. Mình nghĩ là trong cái hòm FF này thì nó sẽ mở kiểu như nó sẽ mở ra những cái phần quà mà nó khá là hấp dẫn. Bởi vì đương nhiên là những cái phần quà nó hấp dẫn thì mới thu hút được thì nó mới khó nhặt, chắc mình nghĩ là vậy. Đấy, bởi vì mình chưa sở hữu được cái hòm này lúc nào luôn. Bữa thì có ấy, bữa thì có cái hòm này mà mình có thấy ở trong cái skin nào đấy ấy, mình cũng có đã có cập nhật rồi mà mình không hiểu tại sao mà mình không có đấy. Đấy, cũng khá là ổn đúng không? Và những cái hành động mới ra thì nó vẫn chưa kịp bán luôn đấy. Đấy, ở server nước ngoài thì cũng có khá là nhiều sự kiện hay để em có thể rút đồ vào ngày 14 tháng 7, thì cái mai thì cũng đã là hạn cuối để em nhận những cái video sảng khoái và những cái hành động này đấy, cho nên em cứ đăng nhập vào để em nhận quà, chứ không thì lại mất oan uổng những cái ngày cày những cái vòng rơm mũ rơm các kiểu. Mũ rơm thì ngày mai em nhặt nha, cũng như là những trái dừa ấy thì ngày mai em có thể vào game chơi chế độ cuộc sát nên em có thể nhặt được nha. Khá là ngon cơm luôn, cực kỳ ngon cơm, bởi vì cái skin này thì khá là dễ dàng cho em nhặt, cực kỳ ngon luôn. Đây thì mình đánh giá là ở cái bộ này thì cũng khá là ok, nếu mà em nào mà xin cày các kiểu thì mình nghĩ là sẽ nhận được tất cả full đồ trong này luôn. Đấy, riêng cái vòng bơi thì tuy vừa chơi vài ván thôi mà mình nhặt cũng khá là nhiều rồi, mình nhớ không nhầm là 2-3 ván gì đấy. Bởi vì cái vòng bơi này thì rất là dễ nhặt, để anh em cứ vào game thì nhặt khá là nhiều, ở đâu cũng có, ở ngoài trời cũng có, ở trong nhà cũng có. Đấy, mình thấy là ở trong nhà thì nó có nhiều hơn rất là nhiều. Đấy, đấy ở đây sẽ có những cái skin mới để em nhận này. Đấy, hiện tại mình thấy là có khá là nhiều skin ngon để cho em nhìn qua. Đấy, ở đây là một cái gì đây nhỉ? Trời, à đúng rồi, đây là một skin lựu đạn cho em. Skin lưu đạt bom keo ấy khá là ổn đúng không? Thấy là khá là, mình thấy là nó cũng khá là đẹp cho em. Hay nếu mà em có sử dụng được cái skin này thì auto ngầu luôn. Rồi, ok, thì cảm ơn em rất là nhiều vì đã xem cái video hôm nay của mình. Đấy thì anh em nào thấy hay thì xong là subscribe đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ cái video hôm nay của mình cho em. Rồi, ok, bye bye và hẹn gặp lại em trong những cái video tiếp theo của mình nha.